sai. Chỉ cần em không buông tay thì anh vẫn mãi không buông tay. Nhưng hôm nay mọi thứ như đã đổi thay, anh đã không còn là cả thế giới của em. Anh chọn lại cách im lặng để rời xa khi em xem anh không còn là gì cả. Anh sợ làm cảm giác ôm trọn vòng tay rồi bỗng nhiên biến mất như chưa tồn tại. Và nếu em đã yêu ai thì em cứ nói chia tay, và nếu yêu anh là sai thì hai ta nên dừng lại. Nên dừng lại khi yêu anh đâu nào muốn hạnh phúc phải chia hai.